Hello cá nhà hello. Cây về Costco ở Arlington quý vị ơi, 76014. Quýt, chanh, bưởi. À, cây này là cây quýt nè, quýt trái lớn nè. Loại là một trái đó. À, ngọt. Còn cái cây mà cây này cây bưởi. Thường thì Costco về quý vị phải nhanh tay nên anh em ơi, chứ chậm tay là hết á. Kế bên nữa là mấy cây quýt mà loại trái nguyên, cây này cây chanh, chanh trái vàng nè. Rồi tới nữa là cái cây quýt mà là loại trái nhỏ nhỏ là nguyên chùm đó, ví dụ như người ta bán nguyên cái bịch đó, loại đó chưa ngọt đó. Thì anh em coi thử coi, lẹ vô đi, hôm nay mình canh rồi tới bữa nay mới về đó. Những cái cây này trái rất là sai, trong quá khứ mình có trồng đó quý vị, ở cái clip mà mình làm chuyến trước có đó, 28 đồng 99 cây đó. À, nếu mà anh em nào mà chậm là sạch hết liền. À, không biết làm sao đó mà người ta sale nó ra ngoài, mình tính tiền còn lại 21 đồng 99 đó, hình như có sale đó, đúng rồi, đang on sale. Nhanh lên bà con ơi. Để là 28 nhưng ra tính tiền 21 99 đó. Cây 21 thì tha hồ mà trồng, với lo lại đất của mình cũng sắp hết rồi. Những cây này mình về lên chậu chứ không có cho xuống. Chậu trái thấy ham lắm, cây nào cây nấy quằn á. Trong cái clip trước mình có trồng đó anh em thấy đó, hỏi mình mua ở đâu là mua Costco là mua ở đây nè. Họ ghép, họ cấy sao đó những cây này rất là sai trái, trồng thấy ham lắm. Nó có cái cây quýt mà nguyên chùm đó, anh em coi nè, này lên xe nè, mình chọn được bốn gốc đó. Bốn gốc quýt khác loại, hai loại quýt khác nhau. Rồi trong này người ta có bán một vài thứ hoa nữa nè, cây cảnh rồi đó, anh em nào muốn thích chọn thì vô chọn chơi thôi. Còn mình thì mình canh quýt với cam với bưởi, thì về rồi mình canh mình lấy rồi. Bưởi này thì mình cũng không thích lắm tại vì trái nó hơi nhỏ, mình chỉ thích là bưởi năm roi thôi, loại lớn của Việt Nam mình thôi. Còn trong này là thích mấy cây quýt đó. Quýt trái nhỏ 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 nè, đó là cây này nè, trái này chùm chùm luôn, mai mốt trái thấy thương lắm, ăn nó ngọt chua rất là ngon. Quý vị nếu mà có nhà ý trồng thì sắp xếp gấp rút chạy vô quất hai ba gốc đi, 21 đồng 99 thì quá rẻ rồi, với mình thì rẻ rồi. À, nhanh tay thì còn, ngoài lẹ tay chậm tay thì hết, như không mại vô mại vô. Ở này tự nhiên quảng cáo cho Costco, không phải quảng cáo mà mình thông báo cho anh em mình, bà con nào mà không có đi đó người ta biết chứ. Hình như là mình ghé đây mỗi ngày để mình canh đó, tới bữa nay cây nó về đó, như mình đã nói đó quý vị. Mau mau vô đi để thiên hạ rinh hết á, người ta mua hết à, mua lẹ lắm. Thì có nhà ý trồng thì lấy gốc đi, nó nhẹ lắm, nó không có nặng đâu, về mình trồng lại chậu lớn, trồng chậu lớn. Bây giờ mình đang cái thứ hai nữa mình canh đó là đất trong này nè, nó cam thấy vừa dưới quýt đó, nó vừa thấy nguyên chùm quýt thấy thương không. Với cái thứ hai nữa trong này mình trồng phân mà để bón cây của mình, nó là toàn bộ ở đây đó. Không có bà chị Thủy ở Canada hỏi đó, mình nói là mua phân ở đây là chị, bà con mình nó mình mua phân ở đây nè, nó loại phân này là đầy đủ trong đó hết rồi, về khỏi cần bỏ thêm gì hết, thích thì bỏ phân hộp ở trên thôi, còn phân Costco là tốt nhất rồi, đầy đủ trong đó đó. Nhưng mà đợi đi, nhẫn nại chút đi, là hình như vài bữa nữa nó sẽ sale đó. Sale hôm qua 1 đồng hoặc 2 đồng gì đó mình nhớ năm rồi. Còn nếu ai chờ không được thì vô lấy đi, chứ nó so với ngoài Home Depot hình như cũng rẻ hơn chứ có mắc đâu, rẻ hơn. Hôm mình lấy phân này mình trồng đó, chở một lần xe hay xe đó rồi quý vị, chất rồi đó trồng tốt lắm quý vị ơi, xốp mà không có nặng, 8 đồng 99 đó là loại bao này.
Hình như vài bữa nó sẽ ông đồng á, theo mình nhớ mày mày là đồng. Còn cây này là cây đúng rồi, cây này là cây pear này, cây này là cây à, thích đồng lê, pear, pear. Có táo. Đó, anh em nào mà thích trồng lê, táo thì vô đây nè, cũng bưng một vài gốc về trồng. Mấy cây này chắc chắn là chịu lạnh rồi, mấy cây này mấy anh sẽ nói táo nè, là bơm nữa anh em. Xanh tím đỏ vàng gì có hết, là cũng 21 đồng 99 nè. Mà cây mấy cây này sung ghê á, nụ rồi ra hết, mấy cây này mà anh em về bỏ xuống là nó bung ra liền. Có trái liền luôn đó. Tốt ghê. Anh em biết rồi, Costco thường người ta về người ta không có lâu đâu. Hàng về chào hàng cái là hết rồi, chào hàng cái là hết, đâu có Costco vậy.